quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao 24 giờ và chúng ta hãy cùng bắt đầu với những chuyển động của thể thao Việt Nam. Vào 18 giờ chiều nay, trận đấu sớm nhất tại vòng 9 V-League đã diễn ra giữa BKM Bình Dương và Quảng Nam. Tỷ số tính đến đầu hiệp 2 đang là 0 đều. Diễn biến và kết quả cuối cùng sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong những bản tin vào ngày mai. Cũng một lượt trận cuối tuần này thì khó khăn đang bổ vây Sài Gòn FC khi họ sẽ đối đầu với Sông Lam Nghệ An, một trận đấu họ chơi trên sân nhà. Quý vị và các bạn trong chương trình khám phá văn hóa đồng người. Vâng, mỗi chuyến hành trình khám phá đi qua thì chúng tôi đều mong muốn để lại cho quý vị và các bạn những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Và ngày hôm nay, Hòa Bình là địa danh mà chúng tôi lựa chọn, nơi được mệnh danh là chiếc nôi của văn hóa Mường, nơi sản sinh ra sử thi nổi tiếng Đẻ Đất Đẻ Nước. Cười. Và các bạn thân mến, đèn bao là một trò chơi dân gian của người Mường. Nó chỉ được tổ chức một năm duy nhất một lần.